cho các bạn. Hôm nay thì chồng mình đi mua cây táo hồng nha các bạn. Đây, mình đang ở trong chỗ bán cây giống nè các bạn. Rất là nhiều táo tàu luôn. Lá nó dài các bạn ơi. Hôm trước mình mua cây táo tàu lá nó tròn, còn cây này là lá dài nha. Cây rất là cao, chắc trên 1 mét đó. Cây này mình hỏi người ta nói là cây chiết nha các bạn. Bây giờ chồng mình vô tình đi mua táo ghé ngay chỗ này có táo tàu luôn. Táo tàu to quá, không biết được cây nào luôn á. Mình sẽ lập một em về. Một em về nơi đầu của mình. Cây nào ta không biết được. Thấy cây nào cũng như cây nào thôi à. Lá dài các bạn. Lá dài mình nghĩ trái nó cũng sẽ là trái dài quá. Quá trời táo tàu luôn. Lửa gốc này là gốc chiết nha các bạn, chiết chứ không phải ghép. Nên để mình coi mình lửa như thế nào đây. Đầy quá trời luôn. Vùng này chắc cũng khoảng 10 mấy 20 cây táo nè. Cây này cao quá, cao ghê luôn. Đây này các bạn, táo tàu nó ra bông hay gì nè các bạn. Đây giống bông quá. Ồ, giống bông táo tàu các bạn. Chắc mình mua một cây này quá. Cây này đang ra đọt nè. Ra đọt rất là tốt luôn. Trời ơi, thích quá. Mình rất là thích. Dừa gì anh bán nhiều ở đây, bán nhiều cây giống các bạn, đủ loại luôn. Dừa gì anh Rồi hai vợ chồng mình quyết định chọn cây này nè các bạn. Cây táo tàu này nó đang ra đọt mà nó đang có bông nữa nè. Mình chấm cái nét coi, đang có bông nè các bạn. Chọn em này về với đội mình quá. Nghe bán nhiều cây giống các bạn, đủ loại luôn. Có cây cherry nữa. Cây cherry, để mình quay cây cherry cho bạn xem nha. Ổi nữa, không biết ổi gì luôn. Đây là cây cherry nè các bạn. Ở mình chỉ trồng được cái cherry chịu nhiệt thôi, chứ trồng mấy loại kia mình nghĩ không ra trái đâu. Đây là cái cherry nè các bạn. Đây là cây na Đài Loan. Na Đài Loan nghe nói trái nó to lắm các bạn. Mình thấy trên tivi thôi, mình cũng chưa ăn trái này nữa. Nên Đài Loan đây. Các bạn có ai ăn na Đài Loan với lại na Hoàng Hậu cái nào ngon các bạn? Giờ mình không biết mua là na Đài Loan hay na Hoàng Hậu nữa. Chắc mua hưởng cây na Đài Loan quá. Cái này là 6.000 một cây các bạn, cây giống 6.000 một cây tại cơ sở cây giống của người ta. Ủa, ở đâu cái gì ta? Anh chẳng hỏi Ruby. Ruby đục đỏ nè. Đây là ổi. Cherry. Mè nữa kìa. Mè thái hả? Biết hỏi thì không nhận cái gì hết. Ai đâu? Ruby nó mè đó. Đi, khoan. Để mình qua mình mua cây mè thái nha các bạn.
Đây là cây me Thái. Me Thái 20.000 một cây. Đã quá. Nhiều cây giống ghê luôn á. Mình sẽ mua một cây me Thái, một cây bồng bông Thái nữa. Bông Thái à? Bông Thái 140 cây luôn hả? 140 luôn hả? Ừ, 140. Em khoan, một cái táo tàu đi. Khoan đi. Ừ. Rồi. Cây trồng bao lâu có trái chị? 2 năm ha. Một cây me Thái. Rồi, đi. Bây giờ mình sẽ đi lấy cây táo tàu nha các bạn. Hả, lựa cây na hả? Đây là na Đài Loan nha các bạn. Cây táo đi. Cái táo tàu. Thế à? Ừ à. Ý chà, cũng nặng luôn. Nặng không? Một em táo tàu. Chọn được một em táo tàu về với đội mình. Ai có mua táo tàu là đây mua ủng hộ cho cơ sở cây giống này nha các bạn. Nhiều cây lắm, mình thấy rất là nhiều cây luôn. Táo tàu, ổi, mình thấy cây nào cũng có bon bon. Mình sẽ chọn cây na Đài Loan nữa. Cây na nhỏ nhỏ ha. Nhỏ nhỏ. Tặng có thần ta. Có thần thôi. Nhiều thần em thấy nó. Không biết chọn. Đây là cây na Đài Loan. Một cây nữa. Nói ruby hả? Nói ruby. Chỗ này cái gì? Hỏi, hỏi thử coi. Nói ruby. Thôi chị. Giờ rồi cho mắt anh ha. Đâu? Nhiễm tím luôn. À. Phải. Đây là ổi. Ổi ruby. Chọn đi. Ok. Ok, cái nào? Cái này cũng được. Rồi, lấy phần cây. Đây là cái ổi ruby. Ruby. Dạ. Đi thôi. Gì ta lá đâu ta. Đây. Em táo tàu đã về với đội của mình rồi các bạn. Hai chồng mình mới vừa đi mua về luôn á. Cây táo tàu nhìn đã quá ha. Cây cao anh ha. Trên mét ha. Ừ, tầm mét dưới ha, cái này á. Đây. Cây này là cây chiếc nha các bạn. Mét 4. Mình xuống cây táo tàu của mình mới vừa mua về luôn. Cái này lắm các bạn, ăn ngon lắm. Mình mua trái mình ăn ngon nhiều hơn. Rồi, giờ mình sẽ đem đi trồng nha các bạn. Hay hôm nay mình đem về được em táo tàu với em ở ruby vượt đỏ.
và một em me Thái. Em me Thái biết cái nào có trái đây. Anh kể cứ trồng đi, có trái hay tính. Mình sẽ đem đi trồng nha các bạn nha.